Hãy ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi đến cái nhà hàng này ăn. Hôm qua mình, hai ngày trước mình tới đây nhưng mà xếp hàng lâu quá đi. Cho nên là hôm nay mình cố gắng mình đi sớm nhưng mà vẫn sẽ đợi 45 phút. Còn hôm bữa là đợi 2 tiếng cho nên là thôi mình bỏ mình đi. Mình sẽ quay cái nhà hàng này tên gì và cái con đường này, cái khu này nhìn như thế nào nha. Hôm nay là mình đi ăn, mỗi ngày mình đi ăn mỗi nước khác nhau. Nhưng mà nhà hàng này rất là nổi tiếng các bạn ơi. Nổi tiếng đến nỗi mà người ta nói là nên ăn khi tới Las Vegas. Cho nên mình sẽ quay, bây giờ mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem nhìn nó như thế nào nha. Đây các bạn, cái khu này nó nhìn như thế này. Nó gọi là Lotus of Siam, nhà hàng Thái. Nhà hàng này là người ta vô và rất rất là nhiều người. Nó đông tới nỗi mà các bạn biết không, mình đặt reservation, mình book trước 3 tuần nhưng mà không có chỗ luôn các bạn. Tức là nó đông lắm các bạn, buổi tối á. Nhưng mà buổi trưa người ta không có lấy reservation nha, người ta không có chịu đặt chỗ ngồi. Vừa bước vô cửa thì người ta có cái nguyên cái cây Christmas, cái cây Noel như vậy nè các bạn, nhìn đẹp dễ sợ luôn ha. Và nếu như bạn vô muốn đợi á, thì ở đây là phòng đợi nè, vô đây ngồi đợi nè, là người ta sẽ gọi mình hay là và nhắn tin cho mình. Bên đây là bar, chỗ mình ngồi ở trên bar mình có thể order rượu bia rồi các bạn. Nhà hàng rất là sang trọng, rất là đẹp luôn nha. Mà đồ ăn nói là rất là ngon, cho nên là mình đi thử ăn cho nó ngon như thế nào. Bây giờ đến lượt của tụi mình nè các bạn ơi, cuối cùng cũng vô được rồi đó. Wow, đồng dễ sợ không, cái tiệm lớn quá chừng lớn luôn các bạn. Công nhận người ta xây cái nhà hàng này phải nói là quá là đẹp luôn á, nhìn rất là sang trọng các bạn. Quay một vòng cho các bạn xem. Nó dài từ ở ngoài cửa nãy mình quay á, chưa tới đây luôn á. Đây là cái menu của họ đây các bạn ơi. Đó. Nếu mà có trên 6 người, người ta sẽ tự động chót của các bạn là 18% nha. Đây là appetizer, mình chỉ quay sơ sơ thôi bởi vì cái menu nó dài lắm các bạn. Cho các bạn biết cái giá thì cái anh phục vụ á, anh nói là cái này nè, cái món này rất là ngon nè, cho nên là mình thử appetizer. Cái này là cơm chiên giòn á, giống như xà lách vậy đó. Ok, nói ngon thì mình thử nha, thì mình ăn những cái món mà ảnh ra là ngon á. Nhà cái súp nè, mình định ăn thơm dâm thì ảnh nói no, cái này ngon hơn thơm dâm luôn. Là cái món này nè, cái món này là giống như là có nước cốt dừa nè. Đó, và mình mua cái, mình kêu cái loại mà cái lẩu á. Mình nói giá cả thì mình thấy cũng được các bạn, nó không có phải là quá mắc, nó cũng không phải là rẻ nha. Nhưng mà đối với mình thấy cái nhà hàng to mà sạch sẽ mà phục vụ tốt như vậy mà cái giá này là mình thấy quá chất lượng luôn á. Trong đây nổi tiếng nhất là người ta nói là mỗi lần tới đây là nên gọi á, đó là cái món này nè, để mình gọi nè. À, cái roasted duck curry này nè, ảnh nói ngon nè cho nên mình gọi cái này. Và cái món kế tiếp mà nói là ai vô cũng gọi mà mình có đọc review á các bạn, thì người ta nói là garlic prawn, thì cái món này là 29.95 nha. Đó, thì nói ở đây cái món này rất là nổi tiếng thì mình sẽ gọi món đó luôn. Đây là cái món cơm chiên, mà cơm chiên giòn là gỏi á các bạn, giống như mình ăn appetizer á. Thì cái món này là hình như là 10 đồng 95 nè. Cái dĩa nó như vậy nè, hy vọng là ngon nha.
mà đồ ăn ra nhanh lắm các bạn ơi. Cái món này mình vừa gọi trong vòng có 5 phút là có rồi đó. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Mời các bạn nha. Cái này ồn lắm cho nên các bạn sẽ không có nghe cái độ giòn của nó. Nó giòn rụm giống như là cái dạng cơm cháy chà bông á các bạn, nó giòn rụm giống vậy á. Nhưng mà nó rời từng hạt. Cái vị là chua chua, mặn mặn, nhưng mà cái độ chua nó nhiều hơn mặn nha. Nó chua, chua chua vậy đó. Trong đây là người ta có bỏ nem chua á các bạn. Nem chua á, người ta có chiên vuông hoặc lựu á. Trong đây có ớt, có ngò, ngò rí á các bạn. Nem chua, dưa leo, có đậu phộng luôn nha. Thank you. Cái lẩu này lần đầu tiên mình ăn. Cái này không phải thơm dâm. Cái dạng này là cái dạng khác. Xôi một luôn nè. Để mình quay gần cho các bạn xem cái lẩu nhìn như thế nào. Cái này là nước cốt dừa các bạn. Nhìn thì thấy không có phải là hấp dẫn lắm, nhưng mà Hi nói là rất là ngon đó. Cái này là thịt gà nè các bạn ơi. Cái này mình gọi người ta nói có 10 cái độ cay 10. Mình gọi 6 thôi, tại vì đại ca không ăn cay được nhiều á. Mời các bạn nha. Rất là béo luôn. Bạn nào mà thích ăn béo thì chắc là sẽ thích cái này á. Cái ánh sáng ở đây á, nó rọi thẳng từ trên xuống ngay chỗ cái lẩu luôn, cho nên các bạn nhìn thấy cái lẩu nó sáng trưng luôn. Nó hơi cay cay chứ không có cay lắm. Rất là béo mà có vị chua nha. Nhưng mà nó không có giống như cái thơm dâm. Nó khác, cái vị cay và chua của nó khác với thơm dâm. Bởi vì cái độ béo của nó nhiều quá đó các bạn. Rất là nhiều mà rất là ngon. Ăn cái này tưởng tượng như là ăn ốc len xào dừa, tức là cái độ béo của nó là giống như ốc len xào dừa. Ngon các bạn ơi. Trong đây có ngò, rí, có nấm, nấm rơm á. Đa số là nước cốt dừa. Thịt gà ăn rất là thơm, gà tươi á các bạn, nhưng mà là gà, gà Mỹ á, gà công nghiệp á, không phải gà ta. Người ta dùng cái ức gà á các bạn. Have the garlic prawns. Thank you. You're welcome. And roast the duck curry. Thank you. You're welcome. And steamed rice. Wow, nhìn đây. Cái garlic prawn này các bạn nhìn thấy hấp dẫn chưa? Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Món này là nổi tiếng nhất ở đây đó. Và đây là món cà ri vịt. Và đây là quay nguyên cái bàn cho các bạn xem. Cái súp này mình thích đó các bạn. Cái súp này ngon á. Rất là lạ mà ngon. Chua chua mà trời lạnh á. Ăn nó chua chua mà nóng nữa nó ngon. Còn tôm này nhìn hấp dẫn quá luôn. Mấy bữa nay qua đây là ăn uống quá chừng luôn. Bây giờ ăn thử con tôm nha. Cái này người ta gọi là prawn, tức là con loại tôm, tôm to hơn con tôm bình thường. Nhưng mà nè, đây là con tôm nè các bạn. Đây. Đây, mời các bạn nha. Nguyên con tôm to đùng luôn. Người ta lăn qua bột. Cái lớp bột mỏng mỏng đó, nó giòn. Mặn mặn, ngọt ngọt.
Ngon các bạn. Súp này ngon quá. Nhân viên người ta vô một trong những cái nhà hàng mà nên tới ăn khi đến Las Vegas, rất ngon luôn các bạn, đúng rồi đó. Ngay chỗ cái trạm mình ở không có bao xa, khoảng 5 phút lái xe, khoảng 1 dặm thôi các bạn, gần. Ai mà có tới Planet Hollywood ở á, nhớ đừng có ở cái tầng 23, tầng 23 là cao nhất là tụi mình ở, các bạn ngủ không được. Ngay chỗ cái thang máy á, trời ơi, nguyên đêm, bất kể ngày đêm, lúc nào cái thang máy nó cũng chạy á, nghe nó nghe ầm ầm giống như nó rung chuyển gì đó, mà nó cứ như vậy hoài, giống như là roller coaster mà mình tưởng tượng là có ai chạy roller coaster ở trong cái building đó. Nguyên đêm mình không ngủ được, 3 đêm liên tục. Đây là cái món cà ri vịt các bạn ơi, mấy bữa nay ăn vịt quay rồi, bây giờ ăn cà ri vịt quay tiếp nữa. Để mình để này cho dễ thấy nè. Mà cái ánh sáng thì nó vô trong đây nó bị không có được rõ lắm. Mình đem lên vậy để cho các bạn thấy nhìn. Vịt quay nè các bạn, người ta cắt nhỏ ra rồi người ta nấu với cà ri. Đó. À, có thơm nữa nè, có lá quế, cà ri, nước cốt dừa nè. Mời các bạn nha. Wow, ngon các bạn ơi, nó béo nhưng mà nó không có béo giống như cái này là rất là béo nè. Còn cái này nó béo nhưng mà nó có cà ri trong đó cho nên là nó hòa quyện với nhau, không quá béo, nó ngọt ngọt mặn mặn nhưng mà cái vị ngọt nó sẽ nhiều hơn vị mặn nha. Thơm nè, có lá quế nữa, thơm dễ sợ luôn á. Mình kết cái cà ri này nè, ngon lắm các bạn ơi. Người ta nấu cái dạng lỏng nha, là có nước nhiều để về ăn cơm nè. Cà ri này có trái thơm nữa. Để này coi là cái gì nha, cái tròn tròn này không biết là cái gì nữa. Nho các bạn ơi, cái này là trái nho nè. Wow, thấy ha, cà ri mà có thơm, có trái nho nữa, mình thấy nó lạ. Có thơm vô cho nên cái vị ngọt ngọt, không có vị chua nha. Cái vị ngọt ngọt mà ngọt thanh của trái thơm á, ăn nó rất là lạ. Thực ra thì mềm mà nó thấm vô trong cái cà ri á, với lại nước cốt dừa ăn ngon các bạn ơi. Bốn món mình gọi, món nào cũng ngon hết. Mình ăn chính cái miếng thơm mình thích dễ sợ luôn á. Nó chua chua mà nó quyện vô cái cà ri với nước cốt dừa, ăn cho nên nó lạ miệng mà nó ngon các bạn. Bạn nào mà tới Las Vegas tới tiệm này ăn thử nha, ăn thử mấy món mình gọi á. Có cà chua nữa nè.
gì nó 13, 95. Mình thấy cũng được đó các bạn. Lần nào đi quay á, mình cũng đi quay ngay chỗ mấy người ta cho mình vô ngồi đâu thì mình phải ngồi đó rồi. Cái chỗ mà mình quay mà mình thấy được nhất là ở phở Kim Long, mình ngồi trong cái góc cho nên không có đi qua, không ai đi quay lại hết. Còn mấy chỗ khác là ngồi ngay chỗ cái đường đi á, người ta đi qua đi lại á, rất là khó quay. Mình ước gì mình có thể quay behind the scene cho các bạn xem, tại vì nó cứ bị hư hoài à, giống như người ta đi qua lại cái cây quay á, nó bị lắc lư hoài à, cho nên là phải quay đi quay lại rất là nhiều lần mới ra được một cái video. Cho nên mình hy vọng là khi các bạn xem video á, mà thích video nhớ bấm nút like giùm cho mình nha, giống như là cho mình cảm thấy là khi mình xem nhiều cái like như vậy mình cảm thấy mình rất là vui, nghĩa là nhiều người thích video của mình á, mình bỏ ra tâm huyết để mình quay á, và được công nhận là các bạn thích video đó. Quay một cái video rất là tốn nhiều thời gian và nhiều tâm huyết, cũng bỏ nhiều tâm huyết lắm các bạn. Nè, cái này thì cái thịt tôm, còn cái này là cái giỏ tôm. Cái dĩa thì nhìn rất là nhiều. Trong đây mình nghĩ là cũng khoảng 7 con tôm á, 7 con tôm giống vậy nè các bạn. Đó. Nhiều lắm. Cái giỏ tôm ăn cũng được nha. Cái này giỏ tôm. Nó mặn mặn. Cái lớp bột á, người ta làm nó giòn, nghĩa là cái gia vị á các bạn, nó thấm vô, có mùi tỏi và mùi gì dầu á và nước mắm á, nó mặn mặn, cái vị mặn nhiều hơn cái vị ngọt, cho nên khi bạn ăn này á, bạn ăn với cơm thì nó sẽ ngon hơn, còn ăn không thì nó sẽ hơi mặn so với khẩu vị của mình. Các bạn có nghe cái độ giòn của nó không? Bạn nào mà mới xem video của mình á mà chưa biết cái môi son mình dùng loại nào á, mình sẽ để cái link. Mình lúc nào cũng để cái link ở dưới phần description là phần mô tả, bạn bấm vô show more. Bạn kéo nó xuống, bạn sẽ thấy cái môi son mình để là son lì á. Thì mình mua hai loại, mình mua loại ruby và loại pink, là loại màu cam và màu hồng. Tại vì cái câu hỏi mà hỏi mình dùng son gì á, tới mấy ngàn cái câu hỏi lần. Cho nên là mình để ở dưới, bạn thông cảm như mình, bạn cứ kéo xuống bạn coi mình mua ở đâu và bạn mua qua cái link đó. Thì nhưng mà với điều kiện bạn phải xem cái video là cách sử dụng cái môi son cho nó đúng, bởi vì bạn lấy cái cây và bạn thoa thẳng thì nó không có đẹp. Cho nên mình có chia sẻ thôi, cách mà trang điểm á, mình có cái video trang điểm á, bạn nhớ coi cái video đó giùm mình nha. Thì nó sẽ lâu trôi lắm, cái cách mà mình thoa thì nó sẽ lâu trôi ăn, nhưng mà nó lâu trôi lắm các bạn. Màu hôm nay mình dùng là màu hồng và mình cho một cái lớp cam, nhưng mà cái lớp cam trước rồi mới tới lớp hồng, rồi có khi mình để lớp hồng trước rồi mình để lớp cam, giống như tùy bữa các bạn. Nếu bạn thích thì bạn mua qua cái link đó ủng hộ kênh của KT nha. Mình không có bán son, cái đó là son của trên Amazon, của những cái người supplier khác bán, không phải là của KT bán. Mình chỉ mua và mình chia sẻ với các bạn thôi đó. Hy vọng là các bạn thích. Nhiều, rất là nhiều bạn order cái son đó, tại vì xài rất là lâu các bạn, mình xài 2 năm rồi đó. Cái cây son đó các bạn, với lại mình cũng xài nhiều màu khác nhau. Ngon quá các bạn ơi.
Mình thích cái nhà hàng Thái này lắm luôn á. Rất là ngon luôn á. Béo quá. Giòn hết rồi luôn á. Cái này ngon quá à. Cái salad mà loại mà cơm chiên á các bạn. Gọi là crispy rice. Này ngon quá, ăn sạp dĩa luôn các bạn ơi. Để như cho các bạn thấy, để cái này khó thấy quá. Chứ là cái ánh đèn á, nó rọi vô cho nên là cũng thấy khó thấy. Đây là tàn cuộc các bạn ơi, ăn hết sạch salad nè, sạch cái cà ri. Tôm thì còn giỏ thôi các bạn ơi, còn tôm thì ăn hết rồi. Đó là tàn cuộc á. Các bạn ơi, đây là cái địa chỉ của tiệm này là 620 Flamingo Road. Đó. Thì đây là cái bill của tụi mình. Mình kêu 4 món. Bây giờ no quá, không ăn nổi dessert, không ăn nổi xôi luôn các bạn, no quá. Thì các bạn phải trả tiền, người ta trả tiền insurance, tức là bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên. Thì đây là lần đầu tiên tự nhiên mình để ý, mình thấy. Không biết hôm nay mình đi ăn mình quên để ý mấy cái bill các bạn. Quên để ý, tự nhiên hôm nay ngồi mình ăn cái tự nhiên mình nhìn cái bill cái mình thấy cái employee health nè. Là người ta sẽ trả tiền này cho nhân viên ở đây nè. Bảo hiểm á. Thì mình trả 2 đồng 20, 12 cent cho nhân viên ở đây. Các bạn nào mà ở Las Vegas có thể cho mình biết cái luật ở bên đây là như vậy các bạn. Tức là người khách đi ăn thì sẽ trả tiền bảo hiểm cho nhân viên luôn hả các bạn? Mình chỉ thắc mắc thôi chứ thật ra có 2 đồng mấy thì không có nhiều á. Cho nên là mình không có mai. Nhưng mà mình muốn hiểu cái luật ở bên đây là phải như vậy không các bạn? Mình thấy nó hơi lạ đó các bạn, cho nên mình thắc mắc thôi. Video cũng dài rồi, mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Happy New Year cả nhà ơi. Nếu bạn thích video này, xin hãy subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.